tính góc S, A, N, thấy góc này chưa, ký hiệu góc vô. Đúng rồi, chấm hỏi, chưa có. Bắt đầu nhìn vô, S, A, N là tam giác gì? Vuông, bởi vì S, A vuông với gì? A, A, N, bởi vì S, A vuông với mặt. Mặt đấy, hiểu. Vậy tam giác này vuông rồi, muốn tính góc thì nhớ xiên, cos, tan, cotan. Ok chưa? Bắt đầu nhìn vô, đối có chưa? Rồi, kề có chưa? Chưa, huyền có chưa? Chưa. Vậy là sẽ tìm AN, bởi vì sao? AN nằm trong mặt đáy. Mặt đáy này là mặt gì, hình gì? Tam giác gì? Tam giác gì? Đúng rồi, làm ơn nhớ thuộc cái đề. Không thuộc cái đề, ông nội ai cũng không chỉ được. Tam giác gì? Đường này đường gì? Không thấy ký hiệu à? Trung điểm. Là đường gì? Đường mà đi qua trung điểm gọi là trung gì? Trung bình. Tao đọc chắc chà. Trung tuyến. Trung điểm mới là trung bình, nghe chưa? Trung trung tuyến, tam giác gì? Đều, đường này đường trung tuyến thì suy ra nó cũng là đường. 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 Ừ, đó xong. Được chưa? Còn không, nuốt luôn. Tam giác gì? Đều. Đều. Hình này là gì? A. Đường này đường gì? Đường cao thì này sẽ bằng là A nhân căn 3 chia 2. Đó, nuốt luôn đi. Đó, xong. Đoạn này có chưa? Có rồi, đoạn này có chưa? Tính được góc này dùng tan đối chia. Ok, hiểu. Có cần chỉ lại cái đoạn này tại sao ra A căn 3 căn gì đâu?